Hello, lần đầu tiên lại cho anh Thanh xin được gửi lời chào tới toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay là thứ bảy ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024 mọi người ạ. Sáng nay em vào một gói cây để gửi đi cho khách. Thì trước khi đi cũng như bao cây khác thôi, em sẽ quay lại một cái đoạn video để cho khách xác nhận cây và để tránh cái tình trạng sau này là anh em thắc mắc qua lại rồi nó không hay mọi người ạ. Sáng nay thì dậy hơi trễ. Tối hôm qua thức khuya nên sáng nay dậy hơi trễ. Thì đây là cái cây. Cây này là làm ngày mùng 3 tháng 10 nhé mọi người nhé. Về nhà thì anh khách đã chốt luôn và đã chuyển cả tiền cước, cả tiền cọc. Đơn này là đơn đi không đồng mọi người ạ, đi thành phố Hồ Chí Minh. Lá lùng các thứ là đang còn nguyên này này mọi người này. Đó nên là khi mà làm cái cây về ấy là cái bầu đất nó rất là quan trọng mọi người ạ. Làm cái cây về mà cái bầu đất nó đảm bảo ấy, và cái cây nó không bị thương tổn nhiều thì thực tế nó đúng như nó về nhà nó vẫn đúng như cái cây nó đang sống ở trên rừng luôn mọi người ạ. Thì mình chăm sóc và phục hồi nó rất là nhanh. Đó nên là từ xưa đến nay, từ cái lúc mà làm bắt đầu có kinh nghiệm thì em rất là ưu ái về cái vấn đề là cái bầu đất. Đó chứ trước đây không có kinh nghiệm thì không có nói, như về sau này thì mình có kinh nghiệm rồi thì mình xử lý rất là đơn giản mọi người ạ. Đó, cây về đây. Mà thời tiết Tây Nguyên bây giờ nó bắt đầu đổi mùa rồi mọi người, nó vào nắng rồi. Thời tiết bữa nay khá là nắng, mà hôm qua em về em dâm giữa trời nắng luôn ạ, mà nó không xuống lá luôn. Đó, lá còn nguyên lá rừng nhé mọi người nhé, không có xuống lá đâu. Cây này về là cứ vậy là chăm sóc là nó lên luôn ạ. Đây này, thậm chí là đọt vẫn đang đi luôn này, này mọi người ơi. Đọt vẫn đang đi luôn này. Đó. Rồi thì em không lan man nữa, cũng như bao cái cây khác rồi. Trước khi đi thì quay lại một cái số cái hình ảnh để cho anh em xác nhận cây và chia sẻ cùng toàn thể mọi người luôn. Thì qua đây ai mà cảm thấy yêu thích và mến mộ em thì qua đây cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để em có thêm nhiều cái tương tác để gửi cái niềm đam mê này tới nhiều anh em trên mọi miền Tổ quốc hơn. Rồi thì qua đây cũng xin cảm ơn anh trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng và ủng hộ em nhé. Anh trai đây thì hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Bình Định. Thì em không có lan man nữa, bây giờ em sẽ quay sơ một vòng để cho mọi người thấy được cái toàn cảnh của nó. Rồi, cây đây nhá, anh Phúc Lưu nhá. Phúc Lưu là cái tên Facebook của anh thôi, chứ tên thật của anh thì em chưa kịp hỏi nữa. Rồi thì sáng nay nó cũng dậy hơi muộn nên là thôi bây giờ em không muốn lan man nữa, xin phép mọi người để em dừng cái video để em gói cây gửi đi cho nó kịp giờ mọi người nhé. Qua đây thì cũng xin kính chúc mọi người một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc mọi người nhé. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo mọi người ơi.